không vui vì không đội vừa nón bơi. Hãy làm theo cách này. Nhúng vào nước như thế sẽ đội dễ dàng hơn. Bên ngoài đang có một trận mưa to. Cô gái ướt hết rồi. Và giày cô ướt sũng nước. Cô không vui rồi. Bạn này để hai con nối vào giày. Và nối lại bằng co chữ T. Dùng máy sấy tóc thổi hơi vào. Sẽ nhanh khô thôi. Hãy tập thể dục để có vóc dáng thon gọn nha. Hãy tập với những vật dụng đơn giản. Ví dụ như những cuộn khăn giấy. Có rất nhiều động tác để tập luyện. Bạn hãy nhìn cách cô gái này tập luyện xem. Bạn hãy làm theo cô ấy nha. Để có vóc dáng thon gọn nhé. Bạn nên cẩn thận khi lấy dao nhé. Dao sắc nhọn sẽ làm bạn bị thương đấy. Bạn nên bỏ dao vào bìa giấy tròn. Gấp lại cho vừa vặn với con dao. Giờ bạn lấy dao ra rất an toàn nhé. Khi bạn đi chơi về mà thấy nhà bừa bộn. Cảm giác thật khó chịu. Dường như cô ấy có ý tưởng gì. Lấy miếng khăn giấy dán vào cây lau sàn. Giờ thì sử dụng nó xem hiệu quả không nhé. Lau khá sạch đấy. Bạn hãy thử xem nhé. Thật phiền khi nghe điện thoại phải cầm nhỉ. Nếu tay bạn làm việc khác thì điện thoại sẽ rơi. Việc đó làm điện thoại bạn hỏng đấy. Liệu có cách gì cho tiện tay không nhỉ? Hãy đeo lên đầu một chiếc cài tóc. Và bạn hãy nhét điện thoại vào đấy. Cô bạn này đang rủ bạn mình đi mua giày. Nhưng có vẻ cô bạn này không có tiền. Hãy tự sáng tạo cho mình đi cô gái. Bạn hãy cắt quai dép ra. Giờ hãy cắt dây giày lại. Xỏ nó vào dép. Dùng dây luồn qua để cột vào chân. Có rất nhiều cách khác nhau để cảm nhận thời trang. Buổi hẹn hò đầu tiên của cô gái. Nhưng giày cô rách đã bị phát hiện rồi. Hãy sửa chữa nó thôi.
Bạn dùng bút vẽ những đường cần cắt. Cắt theo đường đã vẽ. Đôi giày đã được sửa chữa rồi. Lần này bạn tự tin rồi nha. Ok. Cuộc họp đang tiến hành suôn sẻ. Thật không may, bút đã hết mực rồi. I'm sorry. Bạn dán vào thân bút một cọng dây. Giờ thì hãy cầm dây và quay. Mọi người chưa hiểu ra vấn đề. Nhưng quan trọng, giờ là bút đã có mực rồi. Cạo lông nách thích lắm cơ. Nhưng lông dính vào dao cạo rồi. Bôi vào một lớp keo và để nó khô. Giờ lột lớp keo ra là xong nhé. Tắm là lúc thư giãn nhất. Nhưng bạn phiền lòng vì cục xà bông cứ rơi. Dùng muỗng khoét một lỗ chính giữa. Dán nam châm vào nắp chai nước. Tiếp theo, dán nắp chai vào cục xà bông. Giờ bạn tắm thoải mái rồi nhé. Chạy bộ nhiều sẽ toát mồ hôi đấy. Và làm nón bạn bị bẩn. Bạn hãy dán băng keo che lại. Và bạn hãy chạy bộ xem nào. Vết bẩn sẽ dính vào băng keo. Bạn chỉ cần gỡ băng keo ra là xong. Ánh nắng làm chói mắt bạn. Điều đó làm bạn không xem được điện thoại. Hãy bỏ vào trong túi xách. Thế sẽ xem rõ hơn. Điều đầu tiên về nhà là phải cởi giày ra. Nhưng dây giày bị kẹt rồi. Và anh bạn cũng cố gắng giúp cô. Hãy thử dùng kẹp tóc của cô ta xem. Xỏ vào mối nối của dây giày. Kéo ra thôi là xong. Thật đơn giản. Bạn có một đôi giày yêu thích. Nhưng nó bị dính bẩn mất rồi. Cô gái đã có cách thay rồi. Cho baking soda, nước oxy già và nước vào chén. Dùng bàn chải đánh răng thấm hỗn hợp đó. Bạn cứ chà nhẹ nhàng lên vết bẩn. Để ngoài nắng trong 3 giờ. Giờ giày của bạn đã sạch sẽ rồi nhé. Cô gái đảm đang việc nhà đây rồi. Nước trong bồn không thể chảy được. Hãy thử với cách này nhé. Cho xà bông rửa chén, chất tẩy đa dụng, bột baking soda vào chén. Lắc đều. Giờ hãy đổ vào bồn nước.
và nước đã nhanh chóng rút đi rồi. Khi rửa chén bạn nên chú ý nhé. Miếng bọt biển sẽ rất ướt nhé. Bạn nên cắt phần chính giữa ra. Khi xong bạn treo lên cho khô ráo nha. Anh bạn này không kỹ tính chút nào. Anh làm đổ bánh và bỏ đi. Cô bạn giúp được gì không nhỉ? Cô sử dụng bật lửa và tấm cạc. Gấp bịch bánh vào cạc và hơ lửa. Giờ bịch bánh đã kín hơi rồi. Thật dễ dàng.